Chào mừng tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với chương trình Mình Ăn Trưa Nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Tôi là Him, đại diện cho sự đáng yêu và dễ thương của nhà hàng. Hôm nay, Him đã mời đến đây 6 người chơi. Các bạn hãy cùng làm quen với họ nhé. Chưa bao giờ mà Him thấy á, em bị thiếu thốn chiều cao đến mức này hết trơn á. Ủa, anh cao mét mấy vậy? Nhật cao mét mấy? À, Nhật có mét 81 à? 1m81. Bạn 1m mấy? Long thì mét 82. 82. Cộng lại chia đôi. Đừng có hỏi Him cao mét mấy hết. Nào, xin mời các bạn hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào, mình tên là Trần Thế Nhật. Hiện tại mình là diễn viên và người mẫu tự do. Thì Nhật rất là hào hứng khi đây là lần thứ hai Nhật trở lại với chương trình của Mình Ăn Trưa Nhé. Thì mong sẽ có một buổi trưa thật là vui vẻ. Wow, lần thứ hai đến đây chắc chắn là có kinh nghiệm rồi đó. Cẩn thận. Rồi, mời bạn. Xin chào, mình là Mỹ Duyên và hiện tại mình đang là người mẫu tự do. Và hôm nay là lần đầu tiên mà mình tham gia chương trình, rất là vui và hào hức. Dạ, đúng rồi. Đến với Mình Ăn Trưa Nhé thì mình chắc chắn với bạn là sẽ rất là vui. Còn bạn? Xin chào mọi người, mình tên là Khánh Ngô và hôm nay mình tới đây để ăn. Để. Mà bạn chắc chắn là mình đội mình được ăn hay không? Thì mình đoán vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi như vậy là ăn hai cái món á. Thì hả? Đúng rồi, ăn hai món thua. Ăn mà không biết ăn ngon hay ăn dở đúng không? Không, nhiều khi ngon rồi sao, lỡ đội thắng á thì ăn được chỉ có một món thôi, còn đội thua ăn hai món rồi đó. Và tên của đội các bạn là gì? Tên hả? Thì tại hôm nay là Nhật thấy là ba bạn tự nhiên cùng tâm với nhau. Cũng pastel. Cùng pastel. Nhưng mà tên là Tinh Khôi nha. Tinh Khôi. Rồi. 1, 2, 3, tên của đội bạn là... Tinh Khôi. Yeah. Xin mời đội bên này. Xin chào, mình là Long Si và hiện tại mình đang là Music Creator. Và hôm nay thì lần đầu tiên mình được tham gia cái Mình Ăn Trưa Nhé. Đây là cảm giác hay là hồi hộp. Không biết là sẽ như thế nào. Rồi, bạn tiếp theo. Xin chào mọi người, mình là Trang Minh, mình đang là beauty blogger kiêm người mẫu tự do. Và bây giờ thì mình cũng cảm thấy rất là hồi hộp cho nên là nhường luôn sang bạn bên cạnh nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Gigi. Và hiện tại thì mình đang là music creator. Và nói chung là đây là lần đầu tiên mình đến chương trình Mình Ăn Trưa Nhé. Thì mình rất mong là được đội bên kia nhường mình một xíu ạ. Đội bên này các bạn đã thống nhất tên của đội mình chưa? Thống nhất luôn. Và tên của đội bạn là... Vội Vàng. Và bây giờ hai đội hãy cử ra một người chơi để quảnh tù xì để xem đội nào là đội thi trước nhé. Xin mời. 1, 2, 3 nha chị. Ok. 1, 2, 3. Trời ơi. Ủa là bây giờ đội thắng cho trước hay đội chơi đội thua cho trước? Thua cho trước. Thắng cho trước mọi người ạ. Xin mời đội Tinh Khôi sẽ thi trước. Hai đội chơi sẽ lần lượt vào vai trò của thực khách và nhân viên quán ăn. Tất cả các thành viên trong đội nhân viên quán ăn đều phải đeo tai nghe để không thể nghe được thông tin từ người khác. Ở vòng thi đầu tiên, vòng đi chợ, trong vòng 3 phút, đội chơi vào vai thực khách sẽ lần lượt yêu cầu các nguyên liệu nấu ăn cho thành viên thứ nhất của đội nhân viên quán ăn. Thành viên thứ nhất của đội nhân viên quán ăn sẽ truyền thông tin cho thành viên thứ hai. Thành viên thứ hai sẽ truyền thông tin cho thành viên cuối cùng của đội để lấy nguyên liệu mà đội thực khách yêu cầu. Sau hai lượt chơi, đội nào lấy được nhiều nguyên liệu đúng với yêu cầu của thực khách hơn sẽ giành chiến thắng và giành được một điểm của vòng đi chợ. Và phần thi của đội Tinh Khôi bắt đầu. Bánh kem sốt hương cốm. Bánh kem sốt hương cốm. Một lần nữa. Thì mà bánh kem sốt trứng cút. Không, bánh kem. Bánh kem sốt hương cốm. Bánh kem sốt trứng cút gì đâu nghe nha. Bánh kem sốt trứng cút. Rồi. Mối gì lạ vậy trời. Bánh kem. Bánh kem sốt. Hào hào sa tế hành tím. Hào hào sa tế. Đọc 3 lần. Đọc 3 lần. Hào hào sa tế. Hào sa tế hành tím. Hào hào sa tế hành tím. Hào hào sa tế. Hào hào sa tế. Hào hào sa tế. Hào hào sa tế. Hào hào. Hào hào sa tế. Hào hào. Mày hào hào á. Mày hào hào sa tế. Rồi. Ok. Mi hào hào. Mi hào.
Mì hảo hảo. Tiêu đen Phú Quốc không tạp chất. Mở cái miệng bự luôn. Tiêu đen Phú Quốc không tạp chất. Rồi. Tiêu đen Phú Quốc không tạp chất. Tôi nghe tụi con không luôn á. Cứ lấy gì lấy đi, thích gì lấy đó. Lấy gì lấy. Thích ăn cái gì lấy cái đó. Nhanh lên Khánh ơi. Vô nhanh lên. Rồi tiếp theo. Mì lẩu tôm ớt xanh. Hả? Mì lẩu tôm ớt xanh. Lại một lần. Mì lẩu tôm ớt xanh. Khuyến mãi quá rồi đó. Cái gì mà trà xanh á? Trà xanh. Ủa? Cái gì mà lấy tỏi vậy trời? Trà xanh. Hai từ. Sương. Trà xanh. Xa xa. Nói dễ dễ thôi. Tép sĩ anh liền tâm tô. Trời. Tép sĩ anh liền tâm tô. Tép sĩ cơm cháy anh liền cơm cháy tâm tô. Gật đầu đi, gật đây người ta đang nói sai kìa. Cơm cháy. Cơm trắng. Cơm trắng. Cơm gì? Cơm. Hai chữ cơm trắng. Ờ. Các bạn còn 5 4 3 2 1 hết giờ. Để xem đội Tinh Khôi có bao nhiêu đáp án nha. Đầu tiên, bánh kem sốt hương cốm. Đội Tinh Khôi nghe ra là bánh kem trứng cút. Bánh kem là nghe đã ngọt rồi. Sốt trứng cút. Vô trứng cút. Không hiểu sao hương hợp với trứng cút được luôn. Mình đã nghe cái gì với các bạn? Cái gì mà trứng cút? Nghe là từ trứng cút. Tiếp theo là hảo hảo sa tế hành tím. Chúc mừng Tinh Khôi, các bạn có một đáp án đúng. Câu thứ ba, câu này mới xoắn não nè. Tiêu đen Phú Quốc không tạp chất. Đây là cháo. Cháo là cháo gì đó. Các bạn không có tiêu đen Phú Quốc. Tiếp theo là mì lẩu tôm ớt xanh. Nghe là cháo trắng gì đó. Cháo trắng gì đó. Không hiểu sao nghe được. Không nghe được luôn, kêu lấy gì lấy. Cháo trắng còn mở nhật nghe ra là trà xanh. Cuối cùng, tép sấy ăn liền tâm tô. Bạn Duy nghe ra là cơm cháy. Ok, mình lấy cơm, mình lấy gạo. Chuyển qua Khánh Ngô thì nghe ra là cơm trắng. Cuối cùng Khánh Ngô lấy gạo nàng mai. Và kết thúc vòng đi chợ của đội Tinh Khôi, các bạn có một đáp án đúng. Chúc mừng các bạn. Chúng ta hãy chờ xem đội Vội Vàng sẽ có bao nhiêu đáp án đúng nhé. Vòng đi chợ của đội Vội Vàng bắt đầu. Bột bánh xèo thơm ngon giòn béo. Bột bánh xèo thơm ngon giòn béo. Bột bánh xèo thơm ngon giòn béo. What? Bọc bánh. Bông bánh á? Bông bánh là cái gì? Bọc bánh bèo. Bọc bánh bèo. Mời gì gì? Bọc bánh bèo. Bông bánh. Bột bánh xèo đấy. Bột bánh. Xèo. Xèo đây. Xèo bánh xèo. Bánh tráng mỏng đặc sản Việt Nam. Bánh tráng mỏng đặc sản Việt Nam. Bánh tráng mỏng đặc sản Việt Nam. Mời Long Si. Bánh hả? Măng của măng Việt Nam. Bánh mỏng rồi. Mỏng lắm mỏng. Hả? Nó mỏng. Mời bạn. Măng Việt Nam. Việt Nam. Măng nó chỉ là cái măng đó. Việt Nam. Măng. Dạ. Nguyên chất vị mặn. Bánh gạo nguyên chất vị mặn. Bánh gạo. Bánh gạo. Omachi sườn hầm ngũ quả. Omachi sườn hầm ngũ quả. Mời Long Si. Cái gì ma mà cái gì quá vậy? Quá. Mặt Trang Minh quang mang. Con lấy đà chứ. Lấy đà đi, lấy đà đi. Mì xương ly hầm tôm thịt. Mì với bánh cái gì? Tơ ly cái gì đấy? Cái gì ly ly ấy? Các bạn còn 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Phần thi của đội Vội Vàng đã kết thúc. Các bạn tự tin bao nhiêu đáp án đúng? Thực sự là mình dưới là nghe không rõ lắm. Cũng chắc là cũng phải trên 1 đấy. Long ơi, để xem bạn amazing đến cỡ nào nhá. Đầu tiên, bột bánh xèo thơm ngon giòn béo. Đội Vội Vàng các bạn có một đáp án đúng. Chúc mừng các bạn.
tiếp theo. Tấm thanh to quá. Bánh tráng mỏng đặc sản Việt Nam. Không có. Các bạn nghe ra là bánh gì gì ở Việt Nam á. Rồi qua Di thì nghe ra là măng Việt Nam. Tiếp theo. Bánh gạo nguyên chất bị mặn. Đây là bánh gạo bị mặn. Dịu. Tiếp theo. Omachi sườn hầm ngũ quả. Đây là phốt quả. Cũng là omachi. Tôi không hiểu luôn. Tiếp theo. Là mì xương hầm tôm thịt. Không gọi luôn. Và kết thúc vòng đi chợ đội vội vàng. Các bạn ghi được một đáp án đúng. Chúc mừng các bạn. Kết thúc vòng thi đầu tiên, tỷ số của hai đội đang là hòa nhau. Tiếp theo, các bạn hãy bước vào vòng đi chợ của đội Tinh Khôi. Ở vòng thi này, đội thực khách sẽ nói một câu thông điệp có chứa một nguyên liệu nấu ăn. Đội nhân viên quán ăn phải tìm ra nguyên liệu được đề cập trong thông điệp của đội thực khách. Kết thúc hai lượt chơi, đội nào lấy được nhiều nguyên liệu đúng với yêu cầu của thực khách hơn sẽ giành được một điểm của vòng gọi món. Phần thi của đội Tinh Khôi bắt đầu. Hôm qua đi chợ mua gói mì chay lá đa về ăn, chán quá. Tầng 3. Hôm qua đi chợ mua mì chay lá đa về ăn. Hôm qua đi chợ mua gói mì Đà Lạt. Hôm qua đi chợ mua quả bí Đà Lạt. Hôm qua đi chợ mua quả bí Đà Lạt. Quả bí. À. Lên mạng search công thức nấu canh bí đỏ. Nghe được gì chết liền. Cái gì? Nghe được gì chết liền. Không nghe. Nhưng mà thích lấy gì lấy đi, không biết. Lên mạng search công thức nấu canh bí đỏ. Nghe, tôi nghe. Bí đỏ. Chắc vậy, lấy bí đỏ đi. Bí đỏ. Cuộc sống em nên sao bằng mì tương đen này. Mì tương đen. Mì tương đen. Mì tương đen. Mì tương đen. Mấy trái ớt ngọt sao ngọt bằng em. Mì xào ớt trộn. Mì xào ớt trộn nhé, không nghe được. Mì xào. Mì xào Hà Nội. Hôm qua ăn sáng bún giò heo hết 30.000. Hôm qua ăn sáng bún giò heo hết 30.000. Bún giò heo. Các bạn còn 5, 4 để lên bún giò heo. 1 hết giờ. Không biết là đội Tinh Khôi gọi món như thế nào đây. Đầu tiên, hôm qua đi chợ mua mì chay lá đa chán quá. Mì chay lá đa. Ủa sao đây chương trình này mất? Khánh Ngô nghe ra là quả bí Đà Lạt. Mì chay lá đa. Lên mạng search công thức nấu canh bí đỏ. Ồ, nghe được bí đỏ. Bí đỏ, bí này là bí đỏ đúng không? Các bạn có một đáp án đúng, chúc mừng các bạn. Tiếp theo. Cuộc sống em đen sao bằng tương đen này. Ủa tương đen. Ôi, cuộc sống em đen lắm hả? Các bạn nghe ra là mì tương đen. Xin sao bằng em vậy? Mì tương đen mà em tìm mãi không mì tương đen, em lấy đại. Mì lẩu tôm. Tiếp theo là mấy trái ớt ngọt sao ngọt bằng em. À, cái này là ớt đúng không? Đúng. Tiếp theo là câu cuối cùng. Hôm qua ăn sáng bún giò heo hết 30k. Ủa nè, bún giò heo. Có ai nghe anh Trần về bún giò heo hằng nha. Đội Tinh Khôi, các bạn có thêm một đáp án đúng nữa. Chúc mừng các bạn. Chúng ta hãy chờ xem đội Vội Vàng gọi món như thế nào nhé. Vòng thi của đội Vội Vàng bắt đầu.
Đậu bắp nhà anh ngon lắm. Đậu bắp nhà anh ngon lắm. Đậu bắp nhà anh ngon lắm. Đâu từ trái bắp á? Đậu bắp là bắp hả em? Đậu bắp. Lẩu. Lẩu. Đậu bắp. Lẩu. Lẩu. Đậu bắp. Đậu. Đậu bắp. Ôi ôi. Bông cải xanh có ngọt như anh. Bông cải xanh có ngọt như anh. Bông cải. Trắng tráng mè, vàng khè giống em. Lại nha, lại nha. Quanh mò, quanh mò. Bánh tráng mè, vàng khè giống em. Bánh tráng mè, vàng khè giống em. Rồi gì vậy? Cái thứ vàng, vàng hả? Gì tự nhiên chứ. Xin người em đây. Cái này, xin người em không biết nữa. Mời Trang Minh. Lấy cái bánh mì màu vàng đi. Anh thích ăn dưa cải nhưng không bao giờ cãi em. Anh thích ăn dưa cải nhưng không bao giờ cãi em. Anh rất là thừa thãi nhưng không thừa thãi em á hả? Ồ, anh rất là thừa thãi nhưng không thừa thãi em. Món nào cũng được, đọc. Món này, món này. Xả cây cậy xa. Xả cây cậy xa. Xả cây cậy xa. Cái do đi. Anh ơi nào. To. Nhanh lên. Các bạn còn 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Để xem vòng gọi món của đội vội vàng sẽ có bao nhiêu đáp án đúng nha. Đầu tiên, đậu bắp nhà anh ngon lắm. Đậu bắp luôn. Đội vội vàng có 1 đáp án đúng, chúc mừng các bạn. Bông cải xanh có ngọt như anh. Này cải thiệt. Là màu xanh. Bánh tráng mè vàng khè giống em. Cái này là bánh tráng chả giò. Anh thích ăn dưa cải nhưng không bao giờ cãi em. Anh rất là thừa thải. Giống như một lời nói mà hả Di Di muốn dành tặng cho một người đàn ông nào đó rồi. Câu cuối cùng nè, vấn đề nằm ở câu cuối cùng. Xả cây cậy xa là cây xả. Trời ơi, chơi vậy đó hả? Trời ơi, mọi người chơi ác. Nữ hoàng mỹ duyên của mọi người. Mọi người kìa. Đặt vô cái gì nè. Mọi người nói là cái giò hết trơn luôn. Kết thúc vòng gọi món, đội vợ vàng ghi được 1 đáp án đúng. Chúc mừng các bạn. Vòng thứ 3 này là vòng vào bếp. Nếu như các bạn lấy được nhiều đáp án đúng thì các bạn sẽ được nhân đôi số điểm. Ở vòng thi này, đội thực khách sẽ yêu cầu một món ăn với các thành phần nguyên liệu cụ thể. Đội nhân viên quán ăn phải nấu đúng với yêu cầu của đội thực khách. Kết thúc hai lượt chơi, đội nào hoàn thành được món ăn có nhiều nguyên liệu đúng với yêu cầu của đội thực khách hơn sẽ là đội chiến thắng và giành được 2 điểm. Sau 3 vòng thi, đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ đến với món ăn của đầu bếp 5 sao của chương trình. Đội thua cuộc sẽ thưởng thức hai món ăn vô cùng đặc biệt của hai đội ở vòng vào bếp. Chúng ta hãy xem đội Tinh Khôi vào bếp như thế nào nhé. Bắt đầu. Hến xào xả ớt xúc bánh tráng. Bánh tráng mè. Hến xả ớt. Long Si. Hến xào xả ớt xúc bánh tráng. Gồm bánh tráng mè. Hến xả ớt. Hành tím. Hến xào xả ớt xúc bánh tráng. Bánh tráng mè. Hến xả ớt hành tím. Không nghe cái gì luôn á. Bánh tráng. Bánh tráng. Hết rồi. Hết rồi. Ăn bánh tráng rồi hả? Hãy đừng muốn lại từ. Hồi nãy Khánh nghe được là hến với bánh tráng. Hến, hến. Hến, hến. Hến với bánh tráng. Bánh tráng á. Bánh tráng. Bánh đà á. Bánh đà. Tức là bánh đà á. Bây giờ mình lấy cái gì mà để nấu với hến á. Lấy đại gì đi. Chứ Duyên nó chỉ nói được một cái là bánh tráng thôi. Các bạn còn 5, wow. 4, 4, 3, bánh ở trong á. 2, bánh trong á. 1, hết giờ. Ta đà. Hết giờ.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng chế biến với đội tinh khôi nhé. Bắt đầu. Nấu thôi nè, kéo đây. Đây. Để rửa cho được. Rửa đi. Các bạn đã từng tỏi nè. Bao giờ chưa? Ăn nhiều. Ăn rất nhiều rồi. Nhiều luôn hả? À, các bạn thường ăn hến làm với món ăn nào? Món ăn này nè, hến nấu canh. Nấu canh chua. Canh chua hả? Canh cải. Ủa là ở ngoài Bắc có món canh đó hả? Có. À, tại vì Hiêm ở trong Nam, Hiêm chưa biết món ăn đó, thì bạn có thể tả cho Hiêm biết được là món canh chua hến ngoài Bắc nó như thế nào? Nó đắng đắng đi. Nó hơi đắng không? Hơi đắng đắng, hơi đắng đắng. Nó mặn mặn. Em ghét cái món đó lắm luôn á. Có cà chua, là hành thì là... Me. Me, có me. Bạc Hà không? Hà. Bạc Hà là... Nguyên lý gì mà có Bạc Hà vậy? Không phải, Bạc Hà canh chua trong miền Nam á. Cái đó gọi là gì ta? À, cái đó là dập mùng á. Mùng. À, có. Mùng mùng đúng rồi, biết. Tiêu tiêu với lại chút đường đi. Là mặn mặn, hồi đội đó thua cho đội đó ăn. Mặn mặn mà có ớt. Ê, không có để tiêu. Để tiêu cho thơm kiểu freestyle vậy. Tại vì á là cái này nó tanh lắm không? Chuẩn bị ăn nha. Hôm đội nào thua là ăn quỳnh. Hôm nay mình nghe có mùi đâu. Không đây được. Ở đâu đội mình thua. Mọi người rửa chưa? Rửa rồi. Nhưng mà thơm mùi. Thơm mùi muối. Thơm muối, muối nhiều quá. Thơm xào ngủ gì? Mình bỏ vô vào đâu nhỉ? Đây. Tí nữa chỉ ăn món của mình nấu thôi phải không? Nếm thử. Mình thôi. Nếm thử. Hiêm không ăn cay được. Cay lắm. Tiêu nếm thử ớt mà cộng với nhau nữa. Trời ơi. Chưa chín, trời. Chưa chín mà. Duyên à. Các bạn còn 10, 9. Ủa đổ ra gì vậy? Đổ. 7. Ơ à, sao lại nhỏ? Cái gì nhỏ? 4 3 2 1 Đau phộng. Hết giờ. Đội tinh khôi, các bạn hãy giới thiệu món ăn của đội mình cho khán giả được biết đi nào. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là món hến xào đậu phộng. hến xào đậu phộng. Khánh ơi, giá trị dinh dưỡng của món ăn này. Tại vì á, đầu tiên á, Khánh rửa cái hến này với muối 2 lần. Tức là nó rất là sạch rồi. Không, dù là... nó không ngon nhưng mà sạch. Giá trị hến đã là... Hến á, là 70% là protein, còn lại 30% là nước. Mà bây giờ tức là mình những người tập gym á, mình ăn cái này nhiều á là tốt, tại vì rất protein nhiều. Và món ăn của các bạn là hến xào sả ớt xúc bánh tráng. Chỉ bánh tráng thôi. Dưới nè. Ừ, nhưng mà có bánh tráng này mình cúng cũng được. Cúng gì? Cúng á. Cúng. Dạ. Nghe sao ra cúng. Không. Ông nó cúng nha. Ồ vậy hả? Cảnh nó cúng. Cúng. Ác quá. Rồi. Bao gồm nè. Bánh tráng mè. Bánh tráng mè không có luôn. Hồi nãy nghe bánh tráng mè nhưng mà không hiếm qua, không thấy ai kìa. Đây. Ở đây gọi là bánh đa. Hến. Ở đây gọi bánh đa. Có hến. Có hến. Xả. Có xả. Có xả. Ớt. Có ớt chứ. Hành tím. Có nhưng mà chưa lấy. Quên lấy mất luôn á. Kết thúc vòng thi vào bếp của đội tinh khôi, các bạn có 3 đáp án đúng. Chúc mừng các bạn. Vòng vào bếp của đội vội vàng bắt đầu. Cánh gà chiên bơ tỏi. Bao... Cánh gà chiên bơ tỏi. Ôi trời. Bao gồm à... Cánh gà Tỏi ớt hành bơ. Cánh gà, tỏi, ớt, bơ, nước mì. Cánh gà chiên bơ tỏi. Trời ơi, tỏi. Cánh gà. Cánh gà. Cánh gà, ok. Tỏi, ớt, tỏi, hành, bơ, nước mắm. Kết thúc. Mời Trang Minh. Cánh gà chiên. Ôi dồi. Cánh gà chiên bơ tỏi. Cánh gà chiên bơ tỏi. Cánh gà. Cánh gà chiên. Cánh gà chiên. Tỏi. Tỏi. Bơ. Bơ. Cánh gà. Hành. Củ hành. Củ hành. Hành.
Có một bạn không? Còn có một lắm nhỉ? Bột mì không? Ba. Bột mì, bột mì. Hành đâu vậy? Hết giờ. Mời các bạn. Chúng ta hãy cùng xem vội vàng chế biến như thế nào nhé. Bắt đầu. Ê, bắt tỏi mọi người, bắt tỏi. Đó, bắt đầu. Ê, có nghe. Hành đó, hành đó. Gãy dao. Rửa hành, rửa hành. Long Xê, Long Xê. Rửa hành đi, rửa hành, cắt hành ra. Không phải rửa, hành sẽ phải rửa. Rửa hành, cắt hành ra đi. Sao phải hành sẽ phải rửa? Biết là hành sẽ phải rửa chứ. Rửa. Rửa. Hành không phải rửa. Khổ quá. Trừ một điểm trật tự. Cái này là như cái đùi gà nhỏ. Chết rồi em ơi, em lấy đùi gà. Nè 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 nè. Sai rồi, bố cái phải đùi cái đó. Gà sai rồi. Phải không? Nó lấy cánh gà. Ủa phải không? Không phải, có một cái hộp đó à. Làm như vậy. Đi về. Bật máy lên chưa? Chưa. Ui. Trời ơi. Tua ăn chắc chết rồi. Không sao đâu. Chưa mới mở à. Món này ngon nè. Ủa, lấy cái dao. Lấy cái gì vậy? Thôi đâu mà, lấy ăn mà. Cái gì vậy? Sao lại lấy con dao? Ui. Chết, quên. Trời ơi. Cho nó đậm đà. Đậm lắm, đúng rồi. Đừng. Cho cái này vào chưa? Tao rồi chưa? Thôi rồi. Cô đầu bếp trưởng. Cái để mà, cái để mà nấu ăn đâu á? Đây. Cái để mà nấu ăn ý. Cái muôi. Không, không. Không có. Đổ đi đồ ăn mà đổ vô. Nhưng đi. Nhưng mà cái bao đó hồi nãy nó rửa gà, giờ nó lấy nó bỏ luôn. Cái này đồ ăn đi. Cầm cái này vào đi. Và mùi bơ và cộng thêm tỏi rất là thơm nha. Do nãy Nhật cứ biết là nấu mấy món này phải lấy tỏi đấy rồi. Bậy bạ vô không? Có lấy tỏi mà. Không có, mình đâu lấy tỏi. Tại món nào phải, món nào cũng phải lấy tỏi hết. À, Duyên, mời bạn qua đây. Bạn hãy dùng lời nói của mình làm hoang mang. Ơ sao mình lại chơi xấu thế nhỉ? Làm miếng. Nhìn đứng đây thôi, đứng đây thôi, rồi nói. Nhìn đã biết làm sai rồi. Như cô giám thị ha. Vậy nè. Sai rồi. Sai rồi. Nấu lại chưa đi. Gì đã, không, chưa gì đã cho gia vị vào các thứ này kia thì làm sao mà gà có thể rán gà vàng được. Còn lâu nó mới chín được. Lâu á? Ủa đã chín đâu? Ừ thì anh bảo còn lâu mới chín được. Anh bảo còn lâu mới chín được. Đó. Thôi đừng nghe. Cái gì mà nhìn nó trắng phiếu vậy trời. Chưa chín còn lâu. Bây giờ chưa chín phải không? Đây. Chưa. Khoan xí, bây giờ biết rồi mà mình đâm vô để cho nó. Đâm hả? Nè đó, cho nó chín ở bên trong. Thôi mất ngon đi, mất ngon đi. Các bạn ơi, gần hết giờ rồi, nhanh lên. Nhưng mà nó còn sống ấy, còn lâu chín lắm. Thời gian. Tăng tắc tắc tắc. Nè, để co đi. Thôi mọi người xíu xả sống đi trời. Long Xê ơi, bạn qua bạn phụ bên kia để co kìa. Trời đất. Ôi sao nó liệt cực. Tới nơi rồi. Thời gian sắp hết rồi nha, sắp hết rồi. 10 9 Ủa? 8 Chết rồi. Nhưng mà con sống. 7 Đổ đi. 6 Đổ đi. Con sống à? Mình 5, đổ hết luôn đi. 4 3 2 Đổ cả cái chảo vào. 1 Ôi dồi. Hết giờ. Coi. Bộ bạn ơi, các bạn hãy giới thiệu món ăn của mình đến với quý vị khán giả đi nào. Đó chính là cánh gà chiên bơ tỏi. Được trang trí rất là đẹp đó nha mọi người. Bố cùng rất là đẹp luôn. Thực ra là cái món này là mình làm xong á, là mình trang trí ra cho đẹp đội mình ngắm thôi. Còn mời ăn thì chắc là mời đội bên kia ăn. Đẹp nhưng mà không biết là có hợp vệ sinh không nha. Bởi vì là đội bên này thấy đội bên đấy chỉ có rửa đúng một đuốc thôi. Rửa đúng một lần. Món của các bạn là món cánh gà chiên bơ tỏi. Wow, xuất sắc vậy chị. Đúng được đề bài rồi nè. Vô thân bài nha. Cánh gà. Có luôn. Tỏi. Có luôn. Ớt. Có luôn. Bơ. Có luôn. Nước mắm. Anh có mang
bột đúng không ạ? À, em nghe lộn câu cuối thành là bột, nhưng mà không lấy bột mà cũng không lấy nước mắm. Và chúc mừng các bạn đã có 4 trên 5 đáp án đúng. Chúc mừng các bạn. Vòng 1, vòng đi chợ, tỷ số có hai đội đang là hòa nhau. Vòng 2, vòng gọi món thì đội Tinh Khôi ghi được 2 đáp án đúng. Còn đội Vội Vàng ghi được 1 đáp án đúng. Đến vòng 3, đội Vội Vàng ghi được 4 đáp án đúng. Và đội Tinh Khôi ghi được 3 đáp án đúng. Nhưng điều đặc biệt ở đây là vòng 3 nhân đôi số điểm, nên phần thắng nghiêng về đội Vội Vàng. Và chúc mừng đội Vội Vàng, các bạn sẽ tiến thẳng vào vòng đại tiệc để thưởng thức món ăn cực kỳ ngon đến từ đầu bếp Dương Minh của chúng tôi. Vòng đại tiệc xin phép được bắt đầu. Và bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón đầu bếp Dương Minh. Chào hai đội chơi, xin chào tất cả mọi người. Bữa nay mình tới đây thì mang một món ăn cho mọi người thì nó cũng khá là nhẹ nhàng, thì là mang hơi hướng của ẩm thực châu Âu, đó là món súp nghêu. Súp nghêu đây thì mà ăn với hến là xuất sắc. Anh nấu nhiều nhiều chút nha anh, tụi em thua nhưng mà cũng muốn thử. Cho đầu bếp cho ta nấu nè. Thì trong cái súp nghêu này, cái nước dùng này thì mình sử dụng là nước luộc nghêu, thì mình sẽ giữ lại để được cái vị ngọt, vị cái mùi thơm của nước nghêu. Ở trong này thì mình có bỏ thêm mà nhụy hoa nghệ tây nữa. Thì là cái màu này là cái màu vàng của nhụy hoa nghệ tây. Nôn nóng được ăn quá. Ăn đi ăn. Không đi ra bên kia. Anh sủng với anh sủng. Wow, mùi rất là thơm. Màu cũng rất là đẹp nữa. Thì sau khi mình cho nước dùng của mình vào á, thì đây mình sẽ ăn kèm với tất cả các loại rau củ nào mình thích. Mình sẽ làm kèm với lại cà rốt, khoai tây. Này là tỏi tây. Tỏi tây thì mình hay gọi là hành bô rô á. Và hành cần tây. Đúng rồi. Đúng rồi. Và đây mình sẽ sử dụng vẹm xanh của New Zealand. Và nghêu. Anh ơi, anh có thể cho hai đội chơi cũng như là quý vị khán giả được biết là cái nước súp này có vị như thế nào không anh? Cái này nó sẽ có vị ngọt thanh của rau củ và từ cái nước luộc nghêu. Và nó sẽ có cái mùi thơm đặc trưng của nhụy hoa nghệ tây. Nhụy hoa nghệ tây là một trong những gia vị đắt đỏ nhất thế giới. Trời ơi, đội thắng ơi, các bạn biết là các bạn đang thưởng thức món ăn gì không? Nhụy hoa nghệ tây là nó đắt là tại vì nó chỉ thu hoạch trong khoảng cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Và mình sẽ thu hoạch khoảng 200.000 cây mới được 1 kg khô, nhụy hoa nghệ tây khô. Và khi mà mình phơi á thì nó bị rút lại còn 1/3 thôi. 200.000 cây mà chỉ có được có mấy gram thôi á? 300 gram nhụy hoa. Thì mình mới được 1 kg cái nhụy hoa khô. Ủa anh, vậy là khi mà mình nấu thì mình bỏ khoảng bao nhiêu cái nhụy hoa đó anh? Trong này thì mình khoảng bỏ khoảng 1 gram thôi. Gram. Tại cái mùi nó rất là thơm rồi. Dùng để này là cà rốt. Tắt mình ăn. Khoai tây. Bò rô. Đây phân biệt ghê luôn á. Thiệt luôn á. Đội thua bên trái. Đây này, món này đã đủ no rồi. Buồn ghê. Ước gì bên kia cho mình ăn. Cho chứ. Cho hả? Thử nó biết hết. Trời ơi, các bạn sẽ không tưởng tượng được đâu. Đúng. À, ăn rồi mà luôn đói à? Đói đúng không? Vâng. Đấy, hai phần này của Khánh. Lỡ nấu là mình phải ăn, đúng không Duy? Nhưng mà Khánh đút Duyên ăn nha. Thôi, Duyên nó còn ngon. Mời anh đầu bếp Dương Minh. Hấp dẫn quá. Mình phải bịt mắt lại để nhìn thấy cái khoảnh khắc. Mình chuẩn bị thôi. Sao mình chơi hai lần và lần nào cũng thua. Anh Dương Minh ơi, anh có thể chia sẻ cho em cũng như hai đội chơi được biết là giá trị dinh dưỡng trong món ăn này. Wow. Thì món này nó mang cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, thì
Lúc nãy thì Minh cũng đã chia sẻ về nhụy hoa nghệ tây rồi. Thì bây giờ là trong này còn có vẹm nữa. Vẹm thì là một chất kháng khuẩn tự nhiên, kháng viêm tự nhiên, nên là giúp cho những người mà mắc bệnh về viêm xương khớp sụn thì nó giúp họ cải thiện được cái bệnh của họ. Wow, hấp dẫn quá, chỉ muốn ăn luôn. Cái này là mùi, không thể nào mà diễn tả được cảm xúc nữa rồi. Chỉ muốn ăn ngay, luôn. Được lắm, chỉ để ăn nghêu hến nhau. Thơm quá. Để em sẽ múc, cho mọi người ăn nhá. Ủa gì vậy? Khanh múc cho Nhật ăn nhá. Còn đây, Duyên để anh về là đi tập gym được nè. Ồ anh về là mọi người đi tập gym được á. Cảm ơn Duyên, chú đáo quá. Thôi em mà không biết. Bên kia em nghĩ anh em ngồi luôn. Cái món quà đó mời Long. Trời ơi, gấp cho con trai của Khanh kìa. Trời ơi anh Minh ơi, về em đâu ngủ? Ủa? Sao tự nhiên cái anh Minh bị hại vậy? Đâu có đâu, cái món này là rất là ngon. Còn cái món này... Anh đừng, anh ăn món này nè. Không không, đừng món này bạn đổi bạn nữa. Không có em bảo kê, anh hãy tự trọng. Cố lên. Vậy là bỏ vậy luôn. Không mà. Không có, từ từ em chưa có thưởng thức món ăn của anh mà anh đã vội thưởng thức món ăn của người ta rồi. Không mặn, ok đúng không? Cái sẽ ra sao? Ôi sao chà, anh ta có đồ hô kìa. Anh ăn gà trước rồi. Đừng. Ngon. 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 Này là ăn thì lúc mà này là ăn rồi thôi. Khen xa sao? Đúng rồi, khen xa sao. Him xin phép thử món ăn này trước nha. Okay. Rung quá. Đừng đừng nha, chốt chép, đừng đau quá. Ai da đói lắm rồi nè. Ai da đau quá nè, ăn đỡ đi trời. Không món này cơ. Khi ăn vào á, Him cảm nhận được vị ngọt của nghêu nè, vị ngọt của vẹm nè, cộng thêm cái vị Him không biết tả là vị gì, nhưng mà cái vị của đậu rồi cà rốt rồi nè, của rau củ nha, vị ngọt của rau củ nữa. Wow. Thì Him cảm thấy wow, đây là một món ăn rất là ngon và cách bài trí vô cùng độc đáo. Đồ vơi vàng, thưởng thức đi nào. Em xin lỗi đội bên kia ạ. Em xin phép. Mời cả nhà. Mời mọi người. Ý con kia nè. Nhật ơi, đừng rời bỏ vị trí. Wow. Ủa, ăn gì mà ngưỡng vậy? Cái món này ngon lắm đó mọi người. Từ từ, để cho đội thắng sẽ nêu cảm nhận trước nha. Xin mời Long Si. Ê, miếng ăn này mình thấy vị lớn lên nhiều, rất là rõ ràng. Vị rõ ràng là vị rõ ràng. Vị cũng rõ ràng. Đó là vị của nghêu. Vị của nghêu. Và tươi. Ờ, có chút mặn mặn, hơi mặn mặn. Thế còn gì? À, mình thì mình cảm thấy cái mùi vị của cái món này rất là kiểu đậm đà ấy. Và ăn cái nghêu vào thì nó vừa đủ, nó không quá mềm cũng không quá dai, cũng vừa ngon. Mời Trang Minh. Nhưng mà rất lúc là mình thơm ăn luôn, lúc mà ăn nó dậy mùi. Nói chung là nó như kiểu nó hòa tan ở trong miệng luôn. Mình không biết phải diễn tả như thế nào, nói chung là quá ngon luôn ấy mọi người. Ngon lắm. Nhưng mà lúc mình ăn mới được. Nãy em thấy anh bị hại á, thì anh cảm nhận thật về món hến tá lả này đi. Theo mình thấy thì món này nó cũng khá là ngon. Yeah. Ăn vào thì nó vẫn còn nguyên được cái mùi nhến từ biển cả, từ hến. Hay quá. Tức là ướp chưa có. Ý anh nói là vẫn còn hơi tanh. Hơi tanh, trời đất ơi. Tự tin. Bây giờ Khánh đại diện, Khánh ăn món, thưởng thức món của bạn, đội bạn. Ăn chứ. Rồi, mời đội Tinh Côi, các bạn hãy thưởng thức một tí xíu món của đội chiến thắng này nè. Ok. Nhưng mà cái này là hết nghêu và hết tẹm rồi. Trên nếp còn. Gì đấy? Rồi, ba người ăn một chén nha. Thử món gà đi. Thử món gà đi. Mọi người đây, để mình gắp giùm cho. Để mình gắp giùm cho.
Rồi khoan mọi người thử món ăn này để mọi người cảm nhận nè. Rồi thơm lắm luôn. Vừa bỏ vô miệng cái là cái mùi nghêu, mà cái mùi đặc trưng của nghêu á, nó xông thẳng vào mũi rồi. Lan tỏa. Nó xông thẳng vào mũi luôn. Wow, rất là mạnh mẽ. Mình dùng từ lan tỏa. Xông thẳng. Rồi cảm giác của Duyên như thế nào? Cảm giác của Duyên kìa. Chia sẻ cho anh Duyên mình được biết. Trước tiên là nói về cái vị nước, vị nước đậm đà này, có cái nước nghêu ấy nên là rất là đậm. Rồi ngọt. Có cái nhị hoa nữa, nhị hoa nghệ tây. Thơm. Rồi có rau củ nè. Khi mà ăn cái gì nhỉ? Khoai tây cả vẹm. Vẹm á. Thì nó không bị không bị nhũn quá, cũng không bị dai quá, nó vừa phải. Mà cảm giác cái món này ăn rất là thanh đạm. Nó không có nặng nề lắm. Healthy. Khánh Ngô, nãy giờ bạn ngồi ăn gật quá à. Thực ra thì cái món này nó thiếu một cái mà anh Dương Minh không thể làm được như mình, đó là hương vị thiên nhiên. Anh không có đem được cái đó, nó không có cái sự tanh của nhóm em được nha. Nhưng mà anh không bằng nhóm em được. Đúng, em là phải có tanh. Đúng, phải tanh. Và bây giờ chúng ta hãy cảm ơn anh Dương Minh đã cho chúng ta biết thêm một món ăn vô cùng tuyệt vời như nào. Em xin cảm ơn hai đội chơi đã dành thời gian đến đây để cùng vui, cùng cười với lại chương trình Mình Ăn Trưa Nhé. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Mình Ăn Trưa Nhé vào lúc 12:30 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.